Chào các bạn, hôm nay mình nhận được cái máy laptop Asus K43 nha các bạn. Mã main của nó là K43SD, review là 2.2 nha các bạn. Hiện trạng của cái main này là có nguồn không hình và nguồn ăn tầm khoảng 0.2 mấy nha các bạn, 0.2 mấy đến 0.3 thì cái nguồn nó ăn cũng hơi thấp nha các bạn. Khả năng mình dự đoán là cái main này có thể là nó sẽ bị mắc cái nguồn nào phía sau nha các bạn, nó dẫn tới tình trạng là nó ăn dòng thấp. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho các bạn xem cái dòng của nó nha các bạn. Rồi đây, bây giờ mình sẽ để đồng hồ dòng đây nha các bạn. Các bạn quan sát đồng hồ dòng. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha. Rồi các bạn thấy là dòng nó ăn là tầm khoảng 0.3 nha các bạn. Ok. À, dòng nó ăn là khoảng 0.3. Dòng nó ăn khoảng 0.3. Rồi ok nha các bạn, dòng nó ăn khoảng 0.3 rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo xem cái vị trí cuộn dây nào bị mắc nguồn nha các bạn. Và bắt đầu mình sẽ sửa chữa vị trí đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đo sơ bộ cái cuộn dây. Rồi mình sẽ để đồng hồ mình đây nha. Rồi. Rồi mình nhìn cắm nguồn. Ok. 3V có nha các bạn, 5V có, 1V 7 có, 1V 5 có nha các bạn. Wow. Ồ, như vậy là tại vị trí cuộn dây này là nó mắc nguồn nha các bạn. Đây, tại vị trí cuộn dây này là mắc nguồn đây. À, các bạn quan sát đồng hồ giùm mình nha. Như vậy là tại vị trí cuộn dây này nó bị mất nguồn nha các bạn. Đó, tại vị trí cuộn dây này đang mất nguồn. Đây mình sẽ cắm lại cho các bạn coi nha. Đó, vị trí này có nguồn nha các bạn, vị trí này có nguồn. Rồi, như vậy là tại vị trí này mắc nguồn nha các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ xem cái cuộn dây này là cái cuộn dây gì nha các bạn. Và nó là nguồn gì. À, bây giờ mình sẽ dò bộ view nha các bạn. Ok các bạn, là bây giờ mình đã xác định được cái cuộn dây đó là BL8200 nha các bạn. Đó là cuộn dây BL8200 và nó là nguồn VTT CPU VOUT nha các bạn. À, nó là nguồn VTT CPU VOUT. Và do cái con BU8200 nha các bạn. À, cái nguồn này xuất phát từ con IC BU 8002. Đây là con RT8202 nha các bạn, con CCIC RT8202. À, mình mấy bây giờ mình xác định là do cái con IC này nha các bạn. IC này là tạo ra cái nguồn VTT CPU VOUT nha các bạn. Đó. Như vậy là do cái con này. Đây mình sẽ để lên cho các bạn coi gần gần một tí xíu. Rồi đây nha các bạn, đây là cái con RT8202 nha các bạn. Và vị trí mắc nguồn là tại cuộn dây BL8200 nha các bạn. Đây là nguồn VTT CPU VOUT. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái điều kiện để con IC
RT8202 này hoạt động nha các bạn, xem nguồn cấp rồi tín hiệu enable đó, các đường lệnh xem nó có ok chưa, đủ điều kiện để hoạt động chưa đó, và xem con IC nguồn này có bị lỗi không nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành đo tiếp. Trước tiên mình sẽ kiểm tra cái nguồn nguồn nuôi của con IC này nha các bạn. Nguồn nuôi của con RT8202. Đây để mình phóng to lên xem con RT8202 này nguồn nuôi nó tại chân số mấy nha các bạn. Rồi như vậy là cái nguồn của cái con nuôi của con này là tại vị trí chân số 2 nha các bạn. Tại vị trí chân số 2 của RT8202 đây, tại vị trí chân số 2 này nó là ngay BC8201 nha các bạn, đây, vị trí đây. Ok các bạn, là mà bây giờ mình sẽ cắm vào để xem cái vị trí này nó có nguồn chưa nha các bạn. BC8201. Như vậy là tại vị trí này nguồn nó có 0.6 nha các bạn, nguồn nó bị tụt áp. Nguồn nó bị tụt áp còn có 0.6. Rồi bây giờ mình xem coi nó qua cái con nào nha các bạn. À cái nguồn nuôi nó là từ cái con BR8201 nha các bạn. Nó là cái nguồn 5V shut. Cái nguồn 5V shut rồi tại vị trí con này. À con điện trở BR8201 đây. À, để coi mình coi con điện trở này là nó bao nhiêu ohm nha các bạn. Con này là 10 ohm nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là cái con điện trở BR8201. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đây, tại vị trí này nha các bạn, đây là cái con BR8201. BR8201 nha các bạn. Một đầu nó sẽ là 5V shut vào nha các bạn. Và bên đây là cái nguồn 5V nuôi cho cái con IC này nha các bạn, cho con IC RT8202. Rồi bây giờ mình sẽ đo xem có cái nguồn 5V shut tới đây chưa nha các bạn, và nó qua bên đây này sẽ như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ đo. Như vậy là 5V shut có nha các bạn. 5V shut có, nó dòng nó ăn 0.2 mấy đây. 5V shut có. Rồi mình đo đầu bên đây. Đầu bên đây nó đã tụt ngay áp nha các bạn. Đầu bên đây đã tụt áp. Còn có 0.6V. Nguyên nhân là nằm ở chỗ vị trí này nha các bạn. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành xem. Xem coi là do cái điện trở hay là do cái tụ và do con IC. Nguyên nhân nó nằm ở ba vị trí này nha các bạn. Một là do con điện trở này nó bị tăng chỉ số nha các bạn, làm sụt áp nguồn này. Hai là do cái tụ bị rỉ. Cái tụ BC8201 bị rỉ nha các bạn. Do cái tụ BC8201 bị rỉ. Hoặc là do cái con điện trở BR8201 này nó tăng chỉ số nha các bạn. Hoặc là do con IC này nó bị rỉ nha các bạn. Do con IC nguồn nè BU8200 RT8202. Rồi bây giờ mình sẽ đo thử xem cái con điện trở này nó có vấn đề gì không nha các bạn. Wow, con này nó tăng chỉ số lên rất là cao nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là con này nó tăng chỉ số nè, con điện trở BR8201 nó tăng chỉ số nha các bạn. Con điện trở này nó đúng nghe là nó phải có 10 ohm nha các bạn. Nó khoảng 10 ohm mới là ok, như theo như bo view nó là 10 ohm. Nhưng mà hiện tại thì mình kiểm tra mình thấy là cái con này nó lên hàng trăm ký rồi nha các bạn. Như vậy là cái con này nó tăng lên hàng trăm ký rồi. Rồi ok các bạn, bây giờ mình sẽ cách ly con điện trở này ra và mình sẽ kiếm một con khác để gắn vào. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ kiếm một cái con điện trở nha các bạn. Trước tiên mình sẽ khò lấy con này ra.
Ok, bây giờ mình sẽ đo lại con điện trở này nha các bạn. Con điện trở bự không? Con điện trở này nó tăng chỉ số quá cao nha các bạn. Các bạn quan sát giùm mình. Đây, cái đồng hồ mình để đây. Cái con điện trở này nó tăng chỉ số nha các bạn. Ok. Con điện trở này nó tăng chỉ số rồi đây nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành là kiếm cái con điện trở 10 ohm khác nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ bóc một cái con 10 ohm từ cái men sát ra nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ bóc một cái con 10 ohm từ cái men sát qua. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bóc một cái điện trở từ cái men sắt ra. Rồi ok. Rồi mình sẽ đo lại nha các bạn. Xem con này nó có đúng 50 ohm hay không. Rồi con này đúng 10 ohm nha các bạn. Đó các bạn thấy. Rồi đúng 10 ohm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái con 10 ohm này vào vị trí này nha các bạn. Vào vị trí BR8201 nha các bạn. Rồi sau khi mình đã gắn cái con điện trở 10 ohm vào nha các bạn. Rồi sau khi mình đã gắn con điện trở BR8201 vào. Bây giờ mình sẽ ghim điện xem có nguồn ra chưa nha các bạn. Xem có nguồn ra tại BL8200 nha các bạn. Xem cái nguồn VTT CPU VOUT có chưa nha các bạn. Mình sẽ đo lại một cái. Ok, đúng 10 ohm rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đồng hồ dòng nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đồng hồ dòng. Như vậy là có dòng boost nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là máy đã có dòng boost. Ok, như vậy là máy đã có dòng boost. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo lại nha, cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đo lại cho các bạn xem. Xem cái nguồn
Ok, bây giờ mình sẽ gỡ cái pin xe mod này cho nó tự kích nha các bạn. Ok, các bạn bây giờ mình sẽ gỡ cái pin xe mod cho máy tự kích để mình dễ đo nha các bạn. À, cho máy tự boot rồi. Ok, đo sẵn đồng hồ vào. Ồ, như vậy là cái tại chân của con điện trở BR8201 đã có 5V nha các bạn. Như vậy là tại chân BR8201 là hai đầu nó đã có 5V rồi nha các bạn. Ok. Rồi, mình đo tại vị trí rồi. Như vậy là cái nguồn VTT CPU VL là nó đã có rồi nha các bạn. Nó khoảng 1.0 mấy. Đó, cái nguồn VTT CPU VL là tại cái cuộn dây BL8200 nha các bạn. Đó, tại cuộn dây BL8200 là nó đã có nguồn. Đây, tại cuộn dây này đã có nguồn rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình không nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình hay không. Rồi mình sẽ để vậy để dễ quan sát nha các bạn. Rồi. Ok. Rồi, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là máy đã lên hình. À, như vậy nguyên nhân ở cái con Acer K43 này là do mắc nguồn VTT CPU VL nha các bạn. Đó, và là nguyên nhân là do cái con cái nguồn 5V Acer nó cấp vào con IC nguồn BU8200 nó bị tăng chỉ số nha các bạn. Đó, nó làm sục áp cái nguồn 5V cấp vào con CPU con IC nguồn. Nó tăng chỉ số. Đó là tại con BR8201. Và sau khi mình thay thế con BR8201 thì máy đã lên hình xuất hình bình thường. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.